Yeah, yeah, yeah. Okay. I'm lucky, Mr. Hustler. Yeah, yeah, yeah. Insider. Okay. Check it out, man. Yeah, yeah, yeah. Trong những giấc mơ của tao đều có màu xanh, xanh của áng mây, xanh của lá cây, xanh của con quay và cùng tao cày mỗi ngày, xanh như hy vọng ở trong tao và trong mày, nuôi dưỡng đam mê luôn đông đầy. Ngầu tuyệt là ngầu cùng anh em ở trong này, tay cầm chặt mic và tao nhảy ra khỏi cái hộp, nó luôn khiến tao cảm thấy ngột. Tao sẽ làm những gì tao thích, nếu như không thích cũng không ghét, không viết lời sáo rộng bốc phét, không quá cầu kỳ và có học. Chắc chắn mỗi khi mà tao rap thì người ta sẽ nhận ra lọc. Mixer boy đến từ Tam Kỳ, trên mọi mặt trận vẫn luôn găng lì. Ây, thích mùi sữa tươi, không phải cam chì, trở thành một phần thật khan hiếm, sở hữu thứ người đời đang kiếm. Sẽ có một ngày miền Trung đến từ Hoàng Kim và Insider đứng đó, khó mà tan biến. Lời của tao không phải hoang tưởng. Nhìn thấy anh em tao đang hưởng. Hưởng từ An Sơn ra tới An Bàng, qua khu An Thượng, ăn nào cũng được miễn đừng là công an phường. Yeah yeah, hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay đống suy nghĩ tầm bậy trong đầu như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay hiến những lời đắng cay từ bên ngoài như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay đống suy nghĩ tầm bậy trong đầu như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay hiến những lời đắng cay từ bên ngoài như là võ sĩ Quyền Anh. Cố gắng phấn đấu qua từng ngày, từng nằm trong vũng lầy và vùng vẫy. Không cần tiếng tâm phải lừng lẫy, chỉ cần làm sao để đừng gãy và tung bay. Giữ cho ý chí đừng lung lay, nhiều việc mình không nên nhúng tay. Đôi lúc cần lắng nghe trực giác, có vài thứ cần phải bỏ sụp rác. Đôi nói cho mày đóng một phát, khu chục với cuộc sống dục nát. Những đứa trẻ sẽ tới lúc lột xác, 4:20 không còn bất hợp pháp. Mở mắt thức dậy vào sáng nay, như là con sống và tôi chẳng tới án mây. Bật một bài nhạc mình muốn nghe, dắt xe ra đường, đừng để bình xăng và năng lượng mình xuống nghe. Phải biết tiền cơ mà ứng biến, miền Trung là cái nơi mình cống hiến. Rồi mày sẽ cùng cảm thấy ngạc nhiên, vì nhiều điều mày chưa từng chứng kiến. And now you see me, like Tommy V, completing the mission, in VCD. After the game, don't forget say double G. Now you see me, on the road to be free. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay đống suy nghĩ tầm bậy trong đầu như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay hít những lời nắng cay từ bên ngoài như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay đống suy nghĩ tầm bậy trong đầu như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay hít những lời nắng cay từ bên ngoài như là võ sĩ Quyền Anh. Yeah, yeah, yeah. Okay. Đây là đài tiếng nói miền Trung phát thanh từ thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Let's go. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay đống suy nghĩ tầm bậy trong đầu như là võ sĩ Quyền Anh. Hustle để kiếm đồng tiền xanh, hustle để kiếm đồng tiền xanh. Ta sẽ đắm bay hết những lời đắng cay từ bên ngoài như là võ sĩ Quyền Anh. Okay, Mr. Hustler, Insider. Hey, yeah yeah. Thank you.